Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 12 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2020, nhà báo Huy Thắng đã có mặt ở trung tâm thương mại Đồng Xuân để ghi lại những hình ảnh nhóm thiện nguyện phát quà cứu trợ cho người Việt Nam gặp hoàn cảnh khó khăn tại Cộng hòa Liên bang Đức. Chị Cù Thúy Nga, trưởng nhóm, cho chúng tôi biết. Cháu sinh sống và làm việc ở tại Đồng Xuân và cháu biết được có rất rất là nhiều những mảnh đời đang rất là khổ ngoài kia. Nên cháu nghĩ và cháu mong mọi người ở đây kêu gọi những người có hoàn cảnh mà may mắn hơn ấy, thì mọi người cùng nhau chung tay một miếng thịt bò đúng không sẽ bằng cả gói thì no. Vâng, đây là buổi phát quà ngày thứ hai, ngày 5 tháng 4 năm 2020. Các bạn đã nhìn thấy những người đến đây để nhận quà là những người gặp khó khăn. Và có lẽ vì thế, những người làm công tác thiện nguyện không hề gây một chút khó khăn nào cho những người đến nhận quà. Thậm chí tên họ là gì, họ ở đâu, ban thiện nguyện cũng không ai biết. Có chăng là họ nán lại một chút để tỏ lời cảm ơn. Cảm ơn cô Vinh và người có lòng hảo tâm giúp đỡ anh em như bọn em ạ. Chỉ cần nhìn vào dáng đi vội vã của những người đến nhận quà và cái chần chừ, cái cúi xuống, cái liếc mắt khi cầm gói quà lên, chúng tôi hiểu họ muốn nói gì. Vì thế, không cần thiết họ cần phải nói lên những cái điều gì mà họ muốn giấu kín ở trong lòng. Đấy cũng là cái chất của con người Việt Nam. Chúng tôi đã ở đây mấy chục năm, nhưng chúng tôi chưa nhìn thấy một người Việt Nam nào đi ăn xin ở trên đường phố. Người Việt Nam ở nước Đức, họ có thể làm tất cả những việc gì có thể kiếm tiền để kiếm sống, nhưng trừ một việc mà họ không làm, đấy là việc đi ăn xin. Có lẽ vì thế mà ban tổ chức đã động viên mọi người hãy mạnh dạn, hãy đừng lo, đừng sợ, đừng xấu hổ, hãy mạnh dạn đến với ban tổ chức để nhận quà. Mỗi túi quà cứu trợ bao gồm gạo, mì tôm, bún khô và đậu phụ. Dù rằng nó không phải là tất cả, nhưng đã góp phần vào việc khắc phục khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống, nhất là về mặt tư tưởng, bởi đấy là tình thương yêu của cộng đồng người Việt ở Cộng hòa Liên bang Đức, và là chỗ dựa tinh thần để mọi người có thể vượt qua đại dịch virus corona. Bên mình cũng có 100 gói quà dành riêng cho những người không đi được, những cụ già lớn tuổi và không thể đi lại đường xá xa xôi. Bên cháu có tình nguyện viên sẽ ship tận nơi cho mọi người nha chú nhé. Nhưng mà những người thực sự khó khăn và không đi lại được thì chú làm... Vâng đấy, nếu ai không đến được mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì ban tổ chức, những người thiện nguyện sẽ đưa quà đến tận nhà. Và trong lúc đang phát quà lại có thêm người đến ủng hộ. Không, em một Hạnh Thường Quân muốn giấu tên lại góp thêm cho cộng đồng người bạn mình. Bên chỗ anh Việt không biết ai nhỉ, anh vừa đưa 200 bên anh Việt đúng không anh, thêm 200 euro nữa là 300 euro cho cộng đồng người hôm của nay của ai anh nhá. Anh Quân Giao thay mặt mọi người Nga cảm ơn rất là nhiều nhá. Cường neo chú đóng văn xong. Chú Cường neo. Tôi xin nhắc lại, anh Công Việt Cường tức là Cường neo ủng hộ 500 và Hội Người Hà Nội ủng hộ 200. Làm chủ của công ty Asia 24. Với một cái tấm lòng của mình và chúng tôi được biết rằng là ông đã đóng góp tới 7.500 euro trong 2 ngày vừa qua. Vâng ạ, thưa ông có thể cho mọi người biết rằng là vì sao mà ông lại có cái tấm lòng hảo tâm đến như vậy ạ? Vâng, trong cái lúc này tất cả thế giới cũng như là cộng đồng bà con Việt Nam mình đang rất là khó khăn, nhất là những người sang bây giờ chưa có công ăn việc làm, giờ không có thu nhập. Thế là xuất phát từ cháu Nga có ý tưởng là quyên góp cái đồ ăn những cho mọi người. Thế từ đó thì tôi cũng thấy là đây một cái ý tưởng rất là tốt, đây là một cái tình cảm cũng như là một tình cảm hay là cũng như là cái tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. Chúng ta khắp mọi nơi đi đâu, mỗi khi khó khăn là chúng ta đều chung tay lại để đóng góp hỗ trợ những cái người khó khăn trong cái lúc này. Vâng ạ, và lúc này bên cạnh ông Minh thì tôi cũng gặp ông Nguyễn Quang Anh. Ông Nguyễn Quang Anh là đại diện cho công ty Lê Hốp và hôm nay đã ủng hộ là 500 bìa đậu. Và trước đấy 2 ngày thì ông Nguyễn Quang Anh cũng là một trong những người đại diện cho tập đoàn của trung tâm thoại Đồng Xuân cũng như Lê Hốp ủng hộ 3.000 miếng đậu cho cái tổ chức mà nhận là cái quà tài trợ lương thực thực phẩm ở Berlin. Vâng ạ, thưa ông có cảm nhận gì khi ông có mặt ở nơi đây cùng với lại món quà của mình ạ? Chào nhà báo Huy Thắng và các quý độc giả. Trong cái đại dịch này thì tất cả
nhiều người đang có cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi cùng chung tay chung sức với tất cả những người có lòng hảo tâm đã lành đùm lá rách để chia sẻ. Chị Vũ Khương Giang là một trong những phụ nữ tham gia trong cái phong trào này. Chị cho rằng là những lúc khó khăn như thế này được tham gia, được giúp đỡ đấy là niềm hạnh phúc. Vâng ạ, và anh cũng là cái người đồng hành cùng với lại chị Nga đúng không? Vâng ạ, trong suốt mấy ngày hôm nay. Và anh cũng là một cái người hình như là anh đã quyên góp là 1.500 euro đúng không ạ? Vâng, đấy là mấy anh em chị em đây cùng quyên góp chung là 1.500 euro ạ. Vâng ạ, anh có thể cảm nhận rằng là anh có cảm nhận gì khi mà anh trao cái món quà đến với những người khó khăn? Cảm giác là rất là vui ạ, làm cái việc này hôm qua mọi người làm sáng đến tối rất là mệt nhưng rất là vui để góp được một phần nào cho đồng bào. Vâng, như quý vị đã thấy đấy, những người làm công tác thiện nguyện với những người có tấm lòng vàng thì không bao giờ kể đến công lao, công sức của mình. Và họ cảm thấy hạnh phúc khi được mang cái tấm lòng của mình để giúp đỡ cho những người khác, đặc biệt là những người con quê hương, đồng hương đang cùng ở trên đất nước Đức xa xôi. Phát quà cứu trợ trong mùa đại dịch, cho nên người phải cách người ít nhất là 1,5 mét. Còn người đến nhận quà cũng phải đi thưa, không quá 2 người trong một nhóm. Tất cả những quy định đấy, mọi người đều chấp hành và như vậy cũng là tránh được sự lây lan. Theo chúng tôi được biết, hôm qua mùng 4 tháng 4, với 400 túi quà chỉ phát có 1 tiếng 15 phút đã hết. Và hôm nay, ban tổ chức đã chuẩn bị 500 túi quà để phát cho mọi người. Và đến cuối giờ, tức là 15 giờ cùng ngày, thì số hàng đã phát hết. Chỉ còn lại một ít hàng để chuyển cho các cá nhân mà không có điều kiện đến nhận quà mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng lúc 13 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2020, trong lúc mọi người đang phát quà cứu trợ cho những mảnh đời là người Việt còn gặp khó khăn trên nước Đức, thì ban tổ chức nhận được một sự ủng hộ nhiệt tình và vô cùng quý báu của một người đến từ quê hương Việt Nam với số tiền là 5.000 euro. Đấy là anh Ngô Quốc Cường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apollo Silicon Việt Nam. Anh cho biết, nghe tin anh chị Minh Thanh, chủ Asia 24, cùng nhóm những người hảo tâm phát quà cứu trợ cho những người Việt Nam đang gặp khó khăn giữa đại dịch virus corona ở Đức. Anh đến để cùng chung tay tiếp sức với mọi người. Đây là... anh là đây chú là đại diện cho thương hiệu Apollo Silicon Việt Nam. Thì vừa rồi thương hiệu Apollo Silicon đã đóng góp 20 tỷ đồng cho chính phủ, cho thủ tướng chính phủ để chống dịch ở Việt Nam. Thì ở đây là có một chút để tặng quà cho bà con ở Berlin trước và nói với chú Minh, với chú Hiền là đây là bước đầu. Nếu như chúng ta làm chương trình mà hiệu quả hơn và nhu cầu thêm nữa thì là Apollo sẽ tiếp tục là đóng góp thêm. Chứ không đây chỉ bước đầu thôi. Đấy, cái 5.000 ba này thì bắt đầu ban đầu thôi chứ không phải là. Thay mặt cho cộng đồng người Việt tại Berlin và toàn Việt Nam nói chung, con xin cảm ơn chú. Cảm ơn tấm lòng nhân ái của công chú ạ. Số tiền này bọn con sẽ được đi đổi ra gạo và mì tôm cho mọi người. Rất rất cảm ơn cô chú nhiều ạ. Không, một chút nhỏ thôi, không người yêu cả ông 300 người, công việc mọi người làm như vậy rất là quý. Vâng, từ câu chuyện mà tặng 5.000 euro cho tổ chức để cứu trợ cho người Việt Nam, chúng tôi được biết thêm anh Ngô Quốc Cường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Silicon của Việt Nam, vừa qua đã tặng 20 tỷ cho chính phủ Việt Nam để chống dịch virus corona. Và anh đặt 1.000 hộp khẩu trang y tế từ Việt Nam thông qua công ty Asia 24 để sắp tới ủng hộ cho các bệnh viện của nước Đức. Có thể nói, trong khó khăn hoạn nạn mới hiểu thêm lòng nhau. Và đây là những tấm lòng tuyệt vời của những người con Việt Nam. Ít nhiều thì tấm chân thành thôi, phải không ạ? Dạ, tấm lòng mỗi người thôi, và dù sao giữ cái hình ảnh người Việt của mình, giữ cái truyền thống tốt đẹp của người Việt mình, chứ không phải là ở Đức mà chúng ta quên đi cái truyền thống, cái văn hóa người Việt mình. Mình đi đâu cũng đồng bọc với nhau trong lúc khó khăn. Dạ, đó là ý nghĩa quan trọng nhất. Nhưng mọi người yên tâm ở bất cứ ở đâu thì tôi cũng có tấm lòng. Vâng, đúng là như vậy. Trong 2 tuần vừa qua, rất nhiều nhóm, rất nhiều cá nhân đã tự phát với tấm lòng chân thành của mình, đã tổ chức may khẩu trang vải,
quyên góp găng tay, thuốc sát trùng, khẩu trang y tế để tặng cho bệnh viện, tặng cho trại dưỡng lão và cùng với các tổ chức của người Đức để chống dịch. Và hiện nay là phong trào quyên góp tặng quà cứu trợ cho chính những người Việt Nam còn đang gặp khó khăn ở trên nước Đức. Những tinh thần ấy thật tuyệt vời. Và có lẽ là chỉ có cộng đồng người Việt Nam mới làm được điều đó. Thay mặt những người làm chương trình, nhà báo Huy Thắng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.